nay là ngày 10 tháng 3 là Thanh Minh, nghĩa là hôm nay là về thắp hương ở nhà thờ tộc thị trấn Ái Nghĩa. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 là Thanh Minh, nghĩa là hôm nay là về thắp hương ở nhà thờ tộc thị trấn Ái Nghĩa. Đây, đây nhà thờ mình đây. Đấy, thì là con cháu về đông đủ thì là hôm nay là liên hoan này. Ủa, đông lắm, không biết ai vào với ai. Đây đây đạt đây đạt phúc đây dạ. Đó, đức đạt đức phúc đây đang ngồi ăn dạ. Ông Long về là làm gì? Ông ra lại vô giữa đây lại ra giữa vâng mặc bộ đồ đỏ đúng không vâng. À nói cho ông biết đúng không, thế là sang sang năm phải cho ông về đúng không đấy. À, bộ đồ điều. Thế là cháu về cháu phải mua cho chồng cháu bộ. À ở đây có sẵn rồi. Có thẻ ở đây rồi. Vâng. Đấy. Làm về đứng lạ nữa đó. Vâng. Tới hôm mới về mới đưa vào làm đó. À, ông mà về, ông nào ông về. Về sớm. À rồi ông cô à. 8 giờ về đâu chứ phải là tới 9 giờ. À có về là phải 8 giờ phải về. Ông bà, ông dòng đây, ông dòng đây cũng tránh lo để cho ông lao vô là thế văn đấy là ai? Ai đứng ở giữa rồi? Ê. Anh này anh 10. À. Ông đây này. Chính quyền anh mẫu rồi. À. Chính quyền anh mẫu giờ tới 10. Vâng. Tới 10 quỳ nó mới tới mà anh Long không quỳ được. Long là ba cháu, vẫn tùng thấp. Vâng, nhưng mà bị... À, vâng. Thế là sang năm cho về để quỳ đúng không ạ? Đúng rồi, mình cho anh. Nhưng mà thực tế là ví dụ như ông Long về đây, ông đứng đại ra đầu mà tôi không có. Vâng. Thế là ông Long là được đứng ở giữa đúng không? Đứng ở giữa để chiếc rượu. Dạ. À, đấy. Thế là sang năm này phải mời ông về từ sớm, không được đi muộn. Đúng không ạ? Dạ. Đấy. Đây đây là cái nhà này. Hai mẹ con này, Phúc và Đạt. Đây để các cô đúng không? Ở trong họ. Cái tiếng nói của mấy anh là ăn thân bọn tôi. Đấy, đang ngồi ăn này rất là đông ngon. Đông người. Để cho con cá nó thức tỉnh. Con tắt nhìn đâu chút cho khá xin lơi lọt. Lơi lọt. Chưa được huấn luyện, nó không trong sạch và sáng tỏ,
đó chưa phải là cái tâm thuần khiết. Chúng ta phải huấn luyện cái tâm này thêm nữa, xuyên qua sự hành thiền. Có người nghĩ rằng thiền là ngồi trong một tư thế đặc biệt nào đó, nhưng sự thật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là những phương tiện để hành thiền. Bạn có thể tu hành suốt ngày đêm. Định có nghĩa là cái tâm thiết lập vững vàng để phát triển định. Bạn không cần phải giam cái tâm lại. Có người cố đạt được sự bình an bằng cách ngồi yên lặng và không cho phép thứ gì quấy nhiễu họ. Nhưng như thế cũng giống như người chết vậy. Tu hành là để phát triển trí huệ và sự hiểu biết. Định là cái tâm vững vàng, tâm nhất định. Nó cố định ở điểm nào vậy? Nó cố định tại cái điểm thăng bằng. Nhưng người tu thiền bằng cách cố yên lặng tâm của họ sẽ nói: tôi cố ngồi thiền, nhưng tâm tôi không đứng yên lấy một phút. Lúc thì nó bay qua bên này, lúc thì bay qua bên kia. Này, chú cho chú nuôi bao nhiêu cá coi này. Một con mấy triệu? Hai triệu một con chỗ này của chú thì bao nhiêu con hả chú? Đấy, ba chục con là 60 triệu, thấy chưa? Quanh cái tràng này, trời ơi. Nhưng rồi nó chạy đi nữa, dùng cái và tôi lại kéo nó lại. Mà mua từ lúc bé nuôi hả chú? Dạ, mua bé chị. Họ nghĩ rằng tâm của họ đang chạy lung tung khắp chỗ. Nhà chú mắc. Nhưng thật sự, nó chỉ có vẻ như đang chạy thôi. Ví dụ, hãy xem xét cái chất điện ở đây. Ồ, nó lớn quá, bạn nói. Thật ra nó cũng lớn chút đắp. Một hai con chú nuôi bắt chút con. Nó lớn hay nhỏ, đều tùy vào sự nhận thức của bạn về nó. Cho tâm này, lại ra thật sự thì cái chất điện này chỉ động như thế thôi. Không lớn, không nhỏ. Nuôi bao lâu nhưng người ta cứ chạy theo những cảm xúc của họ. Năm rồi chứ. Thiền là để tìm thấy sự bình an nội tâm. Trước hết, bạn phải hiểu sự bình an là gì. Bán thì mình đỡ. Nếu bạn không hiểu đó, bạn sẽ không thể tìm thấy đó. Chị gái mình ví dụ, hôm nay bạn lấy tôi về.